Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lần đầu tiên Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc. Và hôm nay Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chết tỷ nho gò công, cái loại lá trung và lá lớn anh chị cô chú. Thì trong đó có 5 cây là hàng sắp đế mini, hôm nay mình lên mình sổ rẻ cho anh chị cô chú luôn. Thì những cây này mình cũng đã nuôi ra mầm ra tược trúng vị trí anh chị cô chú. Bước vào mã số tiếp theo của clip vừa rồi là mã số 171. 171 là cây một cốt lên chị cô chú. Cái này là loại là mai chú thủy lá trung ha. Nuôi nó nhỏ chị cô chú, nuôi nhỏ, nuôi chùm. Đó, một cốt lên. Dách đế thì dách che, đế thì tương đối, cây này thiên nhiên chị cô chú. Mã số 171 có vành 23, chiều cao là 36 và cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Thì những cái giá này mình đưa ra mình bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 172. 172 cây lắc lượng lên rất là đẹp anh chị cô chú. Này là lá trung luôn ha. Đó, lâu nhỏ luôn cục cục vậy anh chị cô chú. Rồi xuống bộ đế thì tương đối. Dách thì dách chia. Mã số 172 có vành 28, chiều cao là 39 và cây này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 173. 173 là cái cây mai chú thủy loại lá trung. Lá trung lưu nhỏ, lưu chùm. Rồi tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Đó, cành 1, cành 3 ha, cành phòng lấy 20 hồng ha anh chị cô chú. Rồi 4 về có luôn. Bộ đế thì tương đối. Mã số 173 có vành 23, chiều cao là 32. Dạ, cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 174. Rồi, 174 về anh chị cô chú cắt giật bớt ha. Cầm 1 có, phòng mấy hồng, 3, 4 về. Bộ đế tương đối anh chị cô chú. Mã số 174 có vành 24, chiều cao mà lấy đây là 25 anh chị cô chú. Dạ, cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 175. 175 cây dách chia. Đế thì cũng đều anh chị cô chú. Đây là cây mai chú thủy loại lá trung luôn ha. Cây một cốt lên. Mã số 175 có vành 26, chiều cao là 23. Dạ, cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Cây đế đều anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 176. 176 cây tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Cây hơi lắc ha, cầm 1, cầm phong, cầm 3, 4 lên chị cô chú. Thì ở đây mình chừa có một cái nhánh tử ha. Cái này hơi trống, mình chừa nhánh tử lên chị cô chú. Bộ đế thì tương đối đều. Mã số 176 có vành là 26, chiều cao là 23. Dạ, cái này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Đó, lưu già cục cục rất là đẹp ha. Đế đều, dách chữ A. Tiếp theo là mã số 177. 177 cây dách đế cũng đều anh chị cô chú. Dách chữ A. Rồi về anh chị cô chú cắt giật bớt ha. Mã số 177 có vành 23, chiều cao là 12. Dạ, cây này giao lưu anh chị chú là 230k. Tiếp theo là mã số 178. 178 cây dách chia, bộ đế đều anh chị chú. Rồi lên trên tay cành. Đó, cầm 1 có. Cầm phong lấy mấy hông bảo anh chị chú. Cầm 3, 4 về ha. Ở đây có một cái dách tét anh chị cô chú. Đó, này nó kéo à. Nó kéo lại gần liền à anh chị cô chú. Rất là mạnh ha.
đó, nó chỉ còn bằng cái ngón út anh chị cô chú. Mã số 178 có vành 27, chiều cao là 20. Dạ cái này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 179. 179 cây dách da tiếp anh chị chú. Bộ đế bên đây thì tương đối ha. Rồi lên tay cành. Đó, mầm cầm 1. Cầm 3 đối diện anh chị chú, cầm phong lấy mấy hông ha. Dách da tay cành thì đầy đủ. Mã số 179 có vành 26, chiều cao là 18. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo mình bước qua những cây phôi mai chú thủy hàng xếp đế mini chị cô chú. Đó, cây này bộ đế rất là đều. Đế đều đẹp anh chị cô chú. Rồi lên trên tay cành ha. À, cành 1 có nè, cành phong có hai bên luôn anh chị cô chú. Đó, cành 3, 4 về. Mã số 180 có vành là 15, chiều cao là 7 cm. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Cây đế đều anh chị cô chú, tay cành đầy đủ. Tiếp theo là mã số 181. Cây bộ đế tương đối anh chị cô chú. Rồi lên trên tay cành 1, cầm phong, cầm 3, 4 có đầy đủ. Mã số 181 có vành là 16, chiều cao là 10. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 200k. Đế thì tương đối anh chị cô chú, tay cành đầy đủ. Tiếp theo là mã số 182. 182 cây bộ đế đều anh chị cô chú. Cây này có dáng hơi siêu ha. Mã số 182 có vành 14, chiều cao là 18. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 183. 183 cây đế đều anh chị cô chú. Rồi tay cành, cầm 1, cầm phong hai bên đều có. Mầm cầm 3, cầm 4 có luôn anh chị cô chú. Nói chung những nút mầm ra đúng vị trí luôn ha. Mã số 183 có vành là 14, chiều cao là 10 cm. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 184. 4 cây đế này rất là đều anh chị cô chú. Mặt tiền mà thể em lấy đây ha. Đó, mầm cầm 1 nè, đang nhú mầm. Cầm phong mấy hông có. Mầm cầm 3 đang nhú 4 lên. Đây thì cái đế có anh chị cô chú mà nó cộng rễ hơi nhỏ ha. Về mình đục những cái rễ lớn này chặn lại để mình nuôi những cái rễ nhỏ anh chị cô chú cho nó phát triển to bằng cái rễ lớn. Đó, tay cành đầy đủ. Cây này lùng lực anh chị cô chú. Mã số 184 có vành là 15, chiều cao là 6 cm. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Thì mã số 184 là mã số của clip hôm nay vừa qua kiểm Nguyễn Thông giao lưu anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656, cũng là số Zalo Nguyễn Thông. Rồi clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc.